Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, hơn Thưa quý vị, hơn 80% người dân và doanh nghiệp ở 24 quận huyện hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố tại hội nghị sơ kết triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Khảo sát được bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019. Các điều tra viên và cán bộ mặt trận xã phường đã hoàn thành hơn 12.400 cuộc khảo sát độc lập đối với người dân và doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên, đại diện cho các trường hợp người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính công tại 145 đơn vị các cấp. Hơn 80% người dân hài lòng là minh chứng rõ nét cho kết quả khả quan của năm 2019, năm đột phá về cải cách hành chính. Ngay cả kết quả đo lường sự hài lòng của cái khối giáo dục và khối y tế đó cũng trên 80%. Với cái kết quả như vậy thì nó làm cái tiền đề hết sức quan trọng để tiếp tục mình làm nữa đối với việc mà cải cách hành chính. Và chính cái cải cách hành chính này mới cho thành phố hoàn thành một cái chỉ tiêu thu thuế đó cao nhất nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một số tồn tại của các đơn vị cần xem xét, điều chỉnh để công cuộc cải cách hành chính phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Có 3 vấn đề mà người dân lặp đi lặp lại về cái sự không hài lòng. Thứ nhất là thủ tục quá nhiều khê, có những thủ tục rất là dài. Và cái thứ hai là thái độ của cán bộ công chức. Cái thứ ba là trình độ của cán bộ công chức. Thì khi giải thích vấn đề đó, mặc dù quy định là như vậy, nhưng mà khi giải thích thì không rõ. Cho nên lại phải đi tới đi lui hoặc là phải hỏi nhiều lần, càng làm cho người ta càng thấy khó khăn hơn. Và một vấn đề đặc biệt là người dân cũng rất hay phản ánh, đó là những chi phí không chính thức. Thì chúng tôi cũng lấy khảo sát và nó có cái thể hiện thông qua báo cáo. Tôi cũng mong là các cấp chính quyền phải quan tâm vấn đề này. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ghi nhận những kết quả đạt được trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề cần triển khai thêm để cải cách hành chính đạt kết quả tốt hơn, thực chất hơn trong năm 2020. Cái chủ đề của năm là năm văn hóa văn minh đô thị và đề xuất cái cuộc khảo sát của chúng ta là đánh giá văn hóa công sở. Tôi hoàn toàn đồng tình với cái này. Cái văn hóa ở đây nó bao hàm rất là đầy đủ cái sự hài lòng của người dân. Cho nên nếu được, các đồng chí khi làm cái khảo sát năm sau có cách nào dòng lại một chút, khảo sát tiếp những cái nội dung mà năm nay mình làm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển bền vững thì người dân và doanh nghiệp ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm phải hài lòng hơn cái sự phục vụ của chúng ta dành cho người dân. Dịp này, nhiều cá nhân đã được khen thưởng trong công tác tham gia thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với bài viết năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng đánh giá văn hóa công sở. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang, đồng chí cho rằng những việc người dân chưa hài lòng là do thủ tục rắc rối và thái độ phục vụ của cán bộ công chức có lúc chưa tốt. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có tình trạng né tránh, đun đẩy trách nhiệm. Từ đó, đồng chí đề nghị cán bộ cần suy nghĩ về trách nhiệm của mình để phục vụ người dân được tốt hơn.
cũng dẫn lời đồng chí Trần Lưu Quang, bài viết làm sao để dân đánh giá đúng thực chất trên trang 6 báo Tuổi Trẻ trích ý kiến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang nhận định mới chỉ có thể vui một chút vì những điều cần làm được và cần quan tâm đến những gì chưa làm thật tốt để có thể có những giải pháp thiết thực hiệu quả hơn. Ngoài ra, người dân còn chưa hài lòng khi thủ tục còn rắc rối, thái độ cán bộ không phải khi nào cũng tốt. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng băn khoăn vì theo các báo cáo, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp rất cao, không có số liệu cụ thể để khẳng định con số hài lòng trong báo cáo. Đề nghị các đơn vị cần chú ý cách khảo sát làm sao phản ánh đúng thực chất. Quay trở lại với phần tin trong nước, tối qua Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam khai mạc lễ hội Tết Việt năm 2020 với chủ đề Tết Festival Bản sắc Văn hóa Việt 2020, thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của đông đảo người dân và du khách. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình, người dân và du khách như được hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực đa dạng của ba miền Bắc Trung Nam với nội dung xoay quanh câu chuyện chủ đề ngày Tết như lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết. Với gần 100 gian hàng bày bán đặc sản của từng vùng miền theo hình thức chợ phiên ngày Tết. Không gian hôm nay thì thấy rất là nhộn nhịp, rất là lôi cuốn mọi người. Coi như trang trí cũng rất là công phu á. Đây coi như công sức đổ vô từng gian hàng cũng rất là nhiều. Tổ chức nhiều vậy cho bà con được biết nhiều về sản phẩm với nhiều loại hình thì như vậy là rất tốt. Điểm nhấn của lễ hội là phần lễ Tết với những phong tục, giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước được tái hiện lại một cách sinh động, dễ hiểu đến với người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ qua nhiều hoạt động như triển lãm, sân khấu hóa, trò chơi ngày Tết. Việt Kiều, những người con xa quê, những người dân thành phố có thể là hiểu sâu thêm về văn hóa Việt, qua đó tự hào về cái văn hóa Việt Nam chúng ta và tự hào về cái văn hóa ẩm thực mà cha ông để lại với cho chúng ta, và với cái tự hào đó sẽ gìn giữ những cái nét văn hóa trong cái hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của mình. Những năm qua, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với lượng khách quốc tế đến thành phố năm 2019 đạt mốc 8,6 triệu lượt, tăng 10,15% so với cùng kỳ. Lễ hội Tết Việt năm 2020 được kỳ vọng sẽ là sự kiện xúc tiến thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu mà ngành du lịch đặt ra trong năm 2020. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2020. Để chuẩn bị cho năm mới, quận ủy, quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, tổng kết 5 năm thực hiện đề án 2 của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều sự kiện lớn của thành phố và đất nước, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 xác định nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Quận ủy trong nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, những thông tin xấu, độc hại trên Internet và mạng xã hội. Đổi mới công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin để kịp thời định hướng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân, sớm phát hiện tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh trên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng, chú trọng công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên, học sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, tự rèn luyện, xây dựng nhân cách, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, đề cao tinh thần bảo vệ đảng, phục vụ nhân dân. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của quận 9 đã được khen thưởng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và thực hiện đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí vui tươi mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020, quận 11 đã tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 30 tiểu đoàn 6 Bình Tân Anh Hùng khu Sài Gòn Gia Định. Ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 1965, tiểu đoàn 6 Bình Tân được thành lập trên cơ sở lực lượng võ trang của huyện Bình Tân. Đơn vị đã tổ chức đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, phá rã ấp chiến lược, từng bước xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, lập nên những chiến công to lớn ở vùng ven phía Nam Sài Gòn, góp phần không nhỏ trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 thống nhất đất nước.
Tiểu đoàn 6 Bình Tân là niềm tự hào của quân và dân Sài Gòn gia đình với những chiến công hiển hách. Đơn vị có 5 anh hùng được đặt tên Ủy ban nhân dân xã, chợ, đường, trường học, nông trường tại thành phố Hồ Chí Minh là Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Đồng Đen, Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Phú. Năm 2010, Tiểu đoàn 6 Bình Tân khu Sài Gòn gia đình vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ôm lại cái truyền thống của tiểu đoàn, vừa là ghi nhớ những công ơn của những chiến sĩ đã hy sinh qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là cái điều tôi thấy là hết sức danh dự trong buổi họp mặt hôm nay. Coi như họp mặt lần thứ 30 cũng là cái niềm vinh dự để cho thế hệ con cháu mai sau ở quận 11 noi gương truyền thống của tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng. Buổi họp mặt là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng bất khuất của tiểu đoàn 6 Bình Tân, tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã trôi qua 45 năm, nhưng những anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, phát huy tính năng động sáng tạo trong thời bình, tham gia các phong trào tại địa phương, giáo dục con cháu tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp cải thiện, đảm bảo môi trường. Đây là thông tin được nêu ra tại buổi gặp gỡ giữa Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan truyền thông tại Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh chiều qua. Trước ý kiến cho rằng thời gian qua, công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập, người dân còn bối rối giữa việc phân biệt các loại rác thải vô cơ, hữu cơ hay công tác công cụ thu gom của các đơn vị vệ sinh môi trường còn chưa phù hợp với yêu cầu phân loại chất thải. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, hiện thành phố đã thống nhất lộ trình hạn chế, tiến tới thay thế việc chôn lấp rác bằng công nghệ đốt rác phát điện. Do vậy, ngay trong quý 1 năm 2020, sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, Sở sẽ triển khai việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại rác thành hai nguồn là tái chế và không tái chế. Định hướng rất rõ là mình tập trung vào cái công nghệ là mình tái chế và công nghệ đốt. Như vậy thì gắn với công nghệ tái chế là công nghệ đốt, thì bây giờ người dân chỉ cần hai cái phân loại, hai loại thôi. Những nhà máy mà vừa rồi khởi công là xử lý bằng công nghệ là đốt rác phát điện, và tất cả các cái sơ đồ và cái quy trình công nghệ đã được giới thiệu là toàn bộ xử lý trong cái hệ thống là kín hết. Liên quan vấn đề ô nhiễm không khí, hiện thành phố đã xác định được các nguyên nhân gây ô nhiễm là phương tiện giao thông, các công trình xây dựng và hoạt động sản xuất. Giải pháp sắp tới thành phố sẽ triển khai là thay đổi, nâng cấp 30 trạm quan trắc môi trường thủ công hiện nay bằng hệ thống quan trắc tự động. Đây là hạng mục đầu tư nằm trong đề án phát triển tổng thể mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố. Hiện nay thành phố đang có một cái đề án gọi là chúng ta xây dựng một cái trung tâm để mà chúng ta truyền toàn bộ các cái thông tin về môi trường về, để chúng ta phân tích, chúng ta xử lý và chúng ta đưa ra những cảnh báo. Thì dự kiến là cuối năm 2020 thì chúng ta sẽ có một cái trung tâm này. Và cái thứ hai là cái dự án gọi là nâng cao năng lực quan trắc, thì chúng ta sẽ đầu tư 54 cái vị trí, gồm có tất cả những trạm quan trắc tự động để cảnh báo và đưa ra những cái phương pháp, giải pháp xử lý khi mà xảy ra các vấn đề ô nhiễm. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định trong năm 2020, những vấn đề về xây dựng lấn chiếm kênh rạch sông Sài Gòn, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở cho người dân, nhất là cư dân tại các chung cư, sẽ được ngành chức năng xử lý nghiêm, hạn chế tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng. HB91 chấp cánh ước mơ là dự án do các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Úc tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập với mong muốn vận động quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Vừa qua dự án đã tổ chức trao học bổng và nhiều phần quà có ý nghĩa cho các em học sinh tại tỉnh Đắk Lắk. 30 suất học bổng và 950 phần quà với tổng giá trị là 110 triệu đồng vận động từ các mạnh thường quân đã được trao cho 3 trường trên địa bàn huyện miền núi khó khăn Buôn Đôn. Tại đây, dự án HB91 chắp cánh ước mơ cũng tặng 3 tủ sách cho các trường với khoảng 300 đầu sách phù hợp với từng cấp học. Ngoài ra, các em học sinh còn được nhận các phần quà gồm dụng cụ học tập, sữa, bánh và quần áo. Đây là một dịp giao lưu để các em học sinh trong nhà trường có cái cơ hội để tiếp cận hơn với cộng đồng,
cái phần quà mang đầy ý nghĩa giúp cho các em mạnh dạn tự tin hơn trong tập, và đây là một dịp để các em ham thích đến trường hơn. Giá trị mà dự án HB91 chắp cánh ước mơ hướng đến không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn mang đến niềm vui, động lực trong học tập và cuộc sống cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, các em học sinh của trường Việt Úc thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể học được bài học yêu thương từ việc làm giàu ý nghĩa mà chính các em là người tạo ra. Năm 2019 ghi nhận sự thành công của hệ thống giáo dục Việt Nam, trong đó nổi bật là một số cơ sở giáo dục đại học đã có tên trên bảng xếp hạng của thế giới. Một trong những nguyên nhân dẫn tới những thành công của giáo dục đại học trong thời gian qua thì tự chủ đại học chính là yếu tố quan trọng. Dù chỉ có một vài cơ sở giáo dục đại học được thực hiện cơ chế tự chủ, nhưng cơ chế này đã mở lối và tạo động lực cho các trường phát triển về nhiều mặt. Nhà trường thấy là cái mà lợi mình đạt được của tự chủ là giúp nhà trường phát triển rất là nhanh, ở thêm nhiều chương trình mới và nâng cao chất lượng đào tạo và đạt chuẩn kiểm định của quốc tế. Có nguồn lực đầy đủ thì nhà trường thứ nhất là giữ được người tài, mức bình quân thu nhập đầu người tăng lên, khoa giáo sư 63 triệu bình quân, còn tiến sĩ là 35 triệu, thì như vậy điều đó giúp chúng tôi giữ được người tài và thu hút người tài từ các nơi khác về. Tuy nhiên, vì thực hiện cơ chế tự chủ vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Tôi là trường tự chủ, nhưng mà thanh tra chính phủ, kiểm toán, thanh tra tài chính, vân vân, các cơ quan quản lý nhà nước vào đấy, thì đều đối chiếu cái hoạt động của chúng tôi với những cái quy định của trường không tự chủ. Bởi vì chưa có hành lang pháp lý, cho nên là về mặt chủ trương của Đảng thì có, của chính phủ thì có, nhưng mà cái hành lang pháp lý có nhưng chưa đầy đủ. Tự chủ trường đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Luật giáo dục đại học sửa đổi được kỳ vọng sẽ cởi trói cho các trường về tự chủ. Sinh viên trúng tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực qua một thời gian học tập tại các trường đại học phần lớn đã chứng tỏ được năng lực học tập khá tốt. Do vậy, năm nay, trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một khảo sát cho thấy kỳ thi đánh giá năng lực đã giúp tuyển chọn được thí sinh có năng lực học tập tốt, thể hiện qua điểm trung bình tích lũy của sinh viên khá cao. Năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Cụ thể, kỳ thi sẽ tổ chức hai đợt, đợt 1 vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, Chủ nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, thêm Nha Trang và An Giang so với năm 2019. Đợt 2 vào ngày 5 tháng 7 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang như năm 2019. Trong bài viết công bố trúng tuyển sớm, lợi cả đôi bên trên trang 7 báo Tuổi Trẻ, các chuyên gia cho rằng nên cho phép các trường công bố trúng tuyển có điều kiện đối với các thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển này. Điều kiện ở đây có nghĩa là dù thí sinh được công bố trúng tuyển rồi nhưng phải nộp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở phổ thông mới được công nhận trúng tuyển sinh. Nếu biết trước mình đã trúng tuyển đại học, các thí sinh này chỉ cần tập trung học để đậu tốt nghiệp, không cần phải tham gia đăng ký xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào nữa. Việc này rất có lợi cho thí sinh về mặt tâm lý, tài chính và các trường cũng rất thuận lợi trong việc xác định nguồn tuyển. Chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến nội dung về hội chứng nghiện smartphone. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, điện thoại thông minh hay smartphone chỉ mới phổ biến trên thế giới chưa đầy 30 năm, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã dành thời gian để tìm hiểu các triệu chứng có liên quan tới việc lệ thuộc vào điện thoại quá mức để có thể đặt tên căn bệnh thời hiện đại này. Đây là những hình ảnh quen thuộc ở trên đường phố, nơi công cộng hay ở nhà. Cả một thế hệ được đặt tên là bộ lạc cúi đầu vì thói quen chăm chú nhìn vào điện thoại dù ở bất cứ đâu. Cảm giác bất an khi tách rời chiếc điện thoại, không thể tập trung vào một cuộc trò chuyện hoặc công việc mà phải liên tục kiểm tra thông báo trên điện thoại, thường xuyên cập nhật mạng xã hội thay vì giao tiếp trực tiếp với mọi người. Đây đều là những biểu hiện của hội chứng nomophobia, viết tắt từ cụm từ nomobile phobia, được các nhà khoa học Anh đặt tên vào năm 2014.
Nomophobia là nỗi ám ảnh khi không có điện thoại di động bên người. Đặc biệt, trong độ tuổi từ 18 đến 29, tỷ lệ người mắc chứng nghiện smartphone là rất cao. Khảo sát tại Mỹ cho thấy có đến 51% người trong độ tuổi này có thói quen kiểm tra điện thoại vài lần mỗi giờ đồng hồ. Còn tại châu Á, những nước và vùng lãnh thổ có tỷ lệ người dân sở hữu smartphone cao như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, nghiện smartphone thậm chí trở thành một vấn nạn. Trẻ em được tiếp cận với smartphone và các thiết bị công nghệ từ độ tuổi quá nhỏ dẫn đến tình trạng lệ thuộc và nguy cơ nghiện cao. Nghiên cứu của trang bankmyself.com được đăng trên các báo uy tín như Guardian, CNET hay Computer World cho thấy một người dùng smartphone trung bình kiểm tra điện thoại của mình 47 lần một ngày, tức 17.155 lần một năm. 85% người dùng smartphone kiểm tra điện thoại trong khi nói chuyện với gia đình và bạn bè. 80% người dùng smartphone kiểm tra điện thoại trong khoảng thời gian một tiếng trước khi ngủ hoặc sau khi thức dậy. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra sự liên hệ giữa hội chứng nghiện điện thoại di động và các vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Dành quá nhiều thời gian để nhìn xuống điện thoại có thể dẫn đến các vấn đề về cuộc sống, thể lực. Tình trạng rối loạn giấc ngủ dẫn đến mệt mỏi, giảm sức tập trung cũng là hệ quả của việc dùng điện thoại quá nhiều. Từ góc độ xã hội, những người nghiện smartphone có xu hướng ít giao tiếp bên ngoài, dễ cảm giác lo lắng, stress hay thậm chí là trầm cảm. Đã có nhiều tranh luận về việc hội chứng nghiện smartphone là do con người hình thành trong quá trình sử dụng thiết bị hay chính trong thiết kế của những chiếc điện thoại này đã có những tính năng khiến chúng ta không cưỡng lại được việc phải chạm vào nó nhiều lần. If I don't have my phone, like, oh my god. Yeah. It's like if you need me, I can't answer. The world's ending. If I were to run out of credits on my monthly data limit, I would panic. I have my smartphone with me. I would be nervous because I would be disconnected from my online. Leonid Bezhitsky, cây bút trên trang Medium.com viết rằng chúng ta chạm vào smartphone khoảng hơn 2.500 lần một ngày. Như vậy là nhiều hơn 100 lần ta động chạm vào người ta thương yêu. Theo các nhà tâm lý học, chứng nghiện smartphone cũng tương tự với một số cơn nghiện khác, đều có liên quan đến việc rối loạn điều hòa dopamine, một chất vừa là hormone vừa là chất truyền dẫn thần kinh nằm tại vùng trung não. Và đa phần không ai biết mình mắc hội chứng này hoặc không ý thức được mức độ trầm trọng của nó. Trong khi đó, Tristan Harris, cựu kỹ sư thiết kế của Google, chia sẻ những dòng điện thoại ngày nay được thiết kế để người dùng rất khó rời tay. Các ứng dụng đều có chế độ đẩy thông báo liên tục và các biểu tượng đều được thể hiện bằng những sắc màu ấm áp để thu hút sự chú ý của não bộ. Bên cạnh đó, chế độ xem trượt liên tục, Infinite Scrolling, các chức năng phát tự động cũng có tác dụng đánh lừa tâm lý người dùng. Đó là chưa kể, smartphone ngày càng được cập nhật nhiều tính năng, chụp ảnh, quay phim, thanh toán, để người dùng cảm thấy có thể làm tất cả mọi việc chỉ với chiếc điện thoại trong tay. Để điều trị hội chứng nghiện smartphone, đặc biệt là ở người trẻ, nhiều trung tâm cai nghiện điện thoại bắt đầu mọc lên tại những nước châu Á, có tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng smartphone từ cao cho đến rất cao. Một số nơi được chính phủ hỗ trợ nên chi phí điều trị không quá đắt đỏ, số còn lại hoạt động độc lập nên chi phí không hề rẻ, tối thiểu từ vài chục triệu đồng. Hai mô hình trại cai nghiện smartphone cho thanh thiếu niên nhận được sự quan tâm đó là của Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại Trung Quốc, phổ biến nhất là những trung tâm nơi mọi học viên sinh hoạt chung theo sự kỷ luật và giờ giấc như trong môi trường quân ngũ, nhưng không có các hình phạt về mặt thể chất hay tinh thần. Quá trình điều trị thường kéo dài từ 4 cho đến 6 tháng. Học viên được rèn luyện thể lực, tính tự giác cũng như nhận thức về tác hại của việc dành quá nhiều thời gian xem điện thoại. Một số nơi còn khuyến khích cả phụ huynh cùng đến sinh hoạt để họ hiểu hơn về hội chứng này cũng như hỗ trợ con em sau khi thời gian điều trị kết thúc. Các trung tâm này hiện chưa được sự bảo trợ của chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, nhà chức trách chịu phần lớn hoặc hoàn toàn chi phí điều trị, phụ huynh chỉ phải chi trả cho việc ăn uống. Khác với mô hình ở Trung Quốc, mô hình này có phần nhẹ nhàng, thoải mái hơn và chỉ kéo dài từ vài tuần đến một tháng. Các học viên nam nữ được tách thành các lớp riêng biệt và tập trung vào việc học các kỹ năng mềm và giao tiếp, cũng như tìm ra các sở thích khác của học viên để có hướng điều trị phù hợp. Nhìn chung, phương pháp của cả hai mô hình trên tuy có sự khác biệt về hình thức triển khai, nhưng về cơ bản là giống nhau khi loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của các thiết bị điện tử trong thời gian điều trị. Ngoài ra, một số nơi còn áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo để khuyến khích giới trẻ giảm thời gian dùng điện thoại. Tỉnh Tây Java ở Indonesia đã tặng cả con và súng cây cho nhiều trường cấp 1 và cấp 2 trong vùng
để khuyến khích các em dành nhiều thời gian chăm sóc vật nuôi khi trồng hơn. Các quan chức giáo dục địa phương cho rằng cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của chương trình này, nhưng bước đầu cho thấy cách làm này được phụ huynh ủng hộ. Điện thoại thông minh với những tính năng vượt trội so với những thế hệ điện thoại cũ đã góp phần tạo ra một cuộc cách mạng trong cách con người tiếp cận thông tin hay kết nối xã hội. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, đi kèm với những tiện ích to lớn là các tác hại khôn lường nếu sử dụng điện thoại quá đà. Hãy để tâm trí được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa trong lúc rảnh rỗi thay vì liên tục nhìn vào màn hình. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại tiểu mục Nhìn ra thế giới sáng nay và xin mời quý vị trở lại với bản tin thời sự buổi sáng. Phần tin thế giới tiếp nối bản tin sáng nay. Israel đã nâng mức cảnh báo lên cao sau khi tướng Iran Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích sáng 3 tháng 1 của Mỹ ở sân bay Baghdad, Iraq. Xác nhận trên tài khoản Twitter chính thức, lực lượng quốc phòng Israel IDF tuyên bố nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước các mối đe dọa có thể đến từ Iran và quyết định đóng cửa khu trượt tuyết núi Hermon với khách du lịch. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh và quân đội hàng đầu nước này nhằm thảo luận về những thách thức có thể xảy ra sau cái chết của tướng Soleimani. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Mỹ có quyền tự vệ và đây chính xác là những gì mà Mỹ đã làm. Ông Netanyahu hiện đang trên đường về nước sau khi rút ngắn chuyến thăm Hy Lạp. Nhà lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 3 tháng 1 đã bổ nhiệm phó tư lệnh đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tướng Ismail Ghani, lên thay thế tướng Qassem Soleimani, người vừa bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ vào sáng cùng ngày gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq. Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran dẫn lời, đại giáo chủ Khamenei cho biết chương trình của lực lượng quốc sẽ không thay đổi so với người tiền nhiệm Soleimani. Trước đó cùng ngày, đại giáo chủ Ali Khamenei đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và tuyên bố sẽ trả đủ mạnh tay đối với vụ không kích của Mỹ. Trên Twitter đề cập tới tướng Soleimani, đại giáo chủ Khamenei viết rõ, với sự ra đi của ông ấy, công việc và con đường của ông ấy sẽ không dừng lại. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi lên án cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad là một hành động gây hấn nhằm vào Iraq và vi phạm chủ quyền của Iraq sẽ dẫn tới chiến tranh tại Iraq, trong khu vực và trên thế giới. Ông Mahdi cũng nói thêm rằng cuộc tấn công này vi phạm các điều kiện cho sự hiện diện của Mỹ tại Iraq và cần phải được xử lý bằng luật pháp để đảm bảo an ninh và chủ quyền của Iraq. Ngày 2 tháng 1, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên bố sẽ chống lại các cáo buộc về tội xúi dục nổi loạn và khủng bố vài tuần sau khi chính phủ lâm thời tại Bolivia đưa ra lệnh bắt giữ đối với ông. Cựu thẩm phán tòa án tối cao Argentina Raúl Zaffaroni, một chuyên gia về luật hiến pháp và là thẩm phán của Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ, và luật sư hiến pháp Gustavo Ferreira đều tuyên bố sẵn sàng làm luật sư biện hộ cho ông Morales. Ông Morales là lãnh đạo cánh tả trong 14 năm tại Bolivia. Vào tháng 11 qua, ông đã từ chức và rời đến Mexico sau khi được hưởng quy chế tị nạn tại nước này. Bà Jeanine Anes đã tiếp quản chức vụ tổng thống sau khi ông Morales từ chức và đưa ra chính sách rời xa khỏi chính phủ trước đây của ông Morales và cáo buộc ông khuấy động tình trạng bất ổn kể từ khi từ chức. Ba nước Địa Trung Hải gồm Hy Lạp, Síp và Israel đã ký kết thỏa thuận cuối cùng về việc xây dựng đường ống dẫn khí Isthmus. Đường ống dài gần 2.000 km này sẽ vận chuyển khí đốt từ các mỏ tự nhiên ở khu vực phía đông Địa Trung Hải tới châu Âu. Đây sẽ là đường ống dẫn khí đốt dài và sâu nhất trên thế giới. Bộ trưởng Năng lượng các nước Hy Lạp, Israel và đảo Síp đã ký thỏa thuận cuối cùng về đường ống dẫn khí này tại buổi lễ tại Athens. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ phản đối dự án, nhưng các nước trên đang hướng tới việc đạt được một quyết định đầu tư cuối cùng trước năm 2022 và hoàn thành đường ống trước năm 2025 để giúp đa dạng nguồn năng lượng của châu Âu. Châu Âu và Israel vào năm ngoái đã thống nhất tiến hành dự án được gọi là Isthmus, trị giá đến 7 tỷ đô la này. Dự án được kỳ vọng sẽ dẫn khoảng 10 tỷ mét khối khí hàng năm từ Israel và đảo Síp đến đảo Crete và đất liền của Hy Lạp và vào hệ thống đường ống ga của châu Âu qua Italia. Lễ ký kết đường ống Isthmus đến một tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Libya đạt được một hiệp định về giới hạn biển tại Địa Trung Hải. Đây là bước đi mà Hy Lạp, đảo Síp và Israel cùng phản đối. Các nhà phân tích cho biết hiệp ước có thể đặt ra một rào cản đối với đường ống Isthmus được đề xuất theo kế hoạch sẽ phải đi qua khu kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, Libya.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần ấm áp bên người thân và bạn bè. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.